tôm hùm bà con biết hết rồi phải không bà con? Bởi vì tôm hùm nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà có một số người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn tôm hùm, bởi vì ăn tôm hùm vào nó bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người vui lòng đừng ăn tôm hùm nha bà con, nhớ nhớ vui lòng đừng ăn. Đó là những người đang có bệnh tuyến giáp, người có bệnh tiểu đường, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, say rượu và người nghiện rượu đừng ăn. Ăn vào tôm hùm này vào, ăn tôm hùm vào thì nó xấu đi cho sức khỏe, cho nên vui lòng đừng ăn là người có bệnh tuyến giáp, người có bệnh tiểu đường, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, say rượu, nghiện rượu. Ngoài ra là ăn tôm hùm nó rất tốt cho mọi người, vì nó có sức khỏe, vì nó có omega 3 tốt cho bệnh nhiều trầm cảm và thiếu máu, cung cấp protein có đồng, kẽm, selen, phốt pho, vitamin B12, E, magie, làm giảm nguy cơ đột quỵ, liên quan tốt đến vấn đề tim mạch, tốt cho người béo phì, thiếu máu. Tôm hùm tốt nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được. Tôm hùm nó rất tốt nhưng mà ăn một tuần 3 lần, ăn bình thường là 200g. Một tuần ta ăn 3 lần mà mỗi lần ăn không quá 200g nha bà con. Bà con chú ý để ăn tôm hùm được tốt, vui vẻ, mạnh khỏe cho mình và cho gia đình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.